Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, giải U19 quốc tế là cơ hội để đội tuyển U19 Việt Nam cọ sát lựa chọn nhân sự cho vòng loại giải U20 châu Á năm 2023. Ngoài ra, giải đấu này cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình với hy vọng là được lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Go Okyun, người đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Ở những trận đấu đầu tiên tại giải U19 quốc tế vừa qua, trên khán đài sân vận động Bình Dương đón chào sự xuất hiện của huấn luyện viên Go Okyun, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đến theo dõi giải đấu nhằm tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển U23 Việt Nam hướng tới các giải đấu cho năm 2023. Sau trận đấu đầu tiên của đội tuyển U19 Việt Nam, huấn luyện viên Gom cho biết đã có ấn tượng tốt với một số cầu thủ, trong đó có Bảo Long. Chiến lược gia 47 tuổi đánh giá hậu vệ này chơi hay nhất ở trận thắng Myanmar, là cầu thủ tiềm năng và có lối chơi giống như Phan Tuấn Tài. Huấn luyện viên Gom Okyun hy vọng sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm những gương mặt khác trong các trận đấu tới. Về phía huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, ông Đinh Thế Nam cho rằng một số cái tên như Thái Sơn, Đăng Dương hay Đức Anh đủ sức để chơi cho U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Gom Okyun có khá nhiều thời gian để chuẩn bị nhân sự cho vòng loại giải U23 châu Á 2023 và SEA Games 32.